chú Hiếu là đang định sang đón em á, nhưng mà hình như là bị cảm, mệt quá nên là anh Mến bắt phải ở nhà nằm im một chỗ rồi. Thôi chị không phải bênh, uống say rồi lăn quay ra ngủ chứ cảm cái gì. Cho xin phép ạ. Đi đâu? Ngồi im đấy. Khổ quá đi, đêm hôm nó còn đi mô nữa. Để mai tính. Chị bảo này, tu trăm năm mới trúng thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Đó, như anh Mến ngày xưa em có la chứ nữa, rửa mà chị vẫn gắng gượng chịu được đó. Có chuyện gì ấy, thì hai vợ chồng phải ngồi nói chuyện với nhau. Cô thấy hai đứa chúng mày yêu nhau như thế, chẳng nhẽ chỉ vì cái chuyện còn con mà tan à? Không đáng. Chỉ khổ thằng Chí thôi. Có khi mày nghỉ mấy ngày về bên ngoại cho nó bình tâm tĩnh trí. Hồi cháu và anh Hiếu tìm hiểu nhau, bố mẹ không đồng ý vì biết quá khứ của anh ấy, sợ cháu lấy anh Hiếu rồi sẽ khổ. Giờ mà biết cháu như thế này, các cụ lại lo. Có thế nào cháu cũng tự chịu, không thể để bố mẹ cháu suy nghĩ được. Đang đầu lại tai bay vạ gió thế này. Mà chị thấy người có lỗi á là cái Nhung, chứ chú Hiếu chưa làm chi có lỗi với em cả. Cả cái làng hội mà nói anh Mến đi ngoài tinh thì chỉ có thể tin đó. Chứ con nói chú Hiếu là ông phèm bên ngoài lắm có chuyện. Em là vợ, em phải hiểu và tin tưởng anh Hiếu nhất chứ. Nhưng em không tin con danh kia. Em sợ nếu cuộc sống chung này chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện, nên tạm thời em bước ra ngoài ở một hai hôm rồi tính. Hai mẹ con mày không được đi đâu hết. Có chuyện gì về nói chuyện với nhau, giải quyết trực tiếp vào vấn đề. Cấm không được về ngoại. Thì em có về nhà ngoại đâu. Nhưng mày cũng không ở đây được. Đi về xem nó mệt thế nào. Nó đang bị tụt huyết áp đấy. Em không về. Anh Hiếu. Sợ ngồi đây làm cái gì? Em muốn nói chuyện với anh. Chả có cái chuyện gì để mà nói với cô cả. Sáng kia mà giải thích với vợ tôi, thích nhá. Em không phải làm việc đó. Cả em và anh đều hiểu chuyện cái áo là thế nào mà. Chỉ là món quà em tặng một người em mang ơn, giúp đỡ em lúc hoạn nạn thôi. Mà vợ tôi thì không nghĩ như cô, hiểu chưa? Cô mày nói mày không nghe, chị mày nói mày không làm, anh nói mày bỏ ngoài tai. Mày không coi tao là anh đúng không? Chú Mến nói phải đấy. Trong những lúc nhà mình có chuyện thì quan trọng nhất là con phải bình tĩnh. Bây giờ mày nghe anh, đi về nhà, không cần phải nói chuyện ngay. Ngày mai chúng mày nói chuyện với nhau cũng được. Cái vị trí của người phụ nữ ở trong gia đình nó rất là quan trọng. Nhìn thấy mày là nó không dám cãi đâu. Nó cãi mày cứ bảo tao, tao vả cho nó mấy cái. Nghe anh đi. Đi về đi. Được rồi. Đừng làm phiền tôi nữa. Đừng gặp tôi làm cái gì nữa cả. Đừng làm... Anh Hiếu. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn vợ tôi phải hiểu nhầm về tôi bất kể một cái điều gì cả. Hiểu chưa? Đi về đi. Anh Hiếu, em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Chắc là anh ghét em lắm đúng không? Anh Hiếu ơi. Say rồi, về. Sao đến anh có ghét em là thế nào á? Em đã vui vì nghĩ rằng cho dù tất cả mọi người có ghét em thì chỉ có mình anh mà coi em là bạn thôi. Tôi không coi cô là bạn nữa. Tôi sợ cô lắm rồi ý, tôi nói thật ý. Mình ơi, Mình. Không sống rồi. Kệ chúng nó. Khuyên rồi, nói rồi. Có phải lần đầu đâu. Tự chúng nó khác biết cách. Nãy cái Hoài đã xui rồi, nhưng chỉ sợ cậu Hiếu lòng căng lại không chịu xin lỗi nó ấy. Không có vấn đề gì cả. Cô cứ về đi. Rồi kiểu gì trả em, kệ chúng nó. Cái gì đây? Sao?
Chuyện gì đây? Làm khổ lắm. Thôi thôi. Đứng đâu mạnh. Thấy đầu thế nào em? Có choáng không? Gọi đi. Gọi cấp cứu đi còn gì nữa. Bây giờ mình là doanh nghiệp rồi. Mình đi buôn nhưng mình có nuôi cá đâu. Có tiền ý, chung vốn làm ăn với bác. Chắc em đi tìm cơ hội khác. Em đi lên thành phố. Lên trên này cuộc sống nó phức tạp lắm, chứ có giống như ở dưới quê đâu. Lạc quan lên. Thằng này có bất tài vô dụng nhưng cũng không chấp nhận người khác cắm sừng nhá. Anh lấy đâu ra suy nghĩ điên rồ đấy đấy. Chủ hiếu là ngươi thế nào? Anh Kỳ với em là ngươi rõ nhất. Đói cho sạch, rách cho thơm. Anh phải học tính lạc quan như anh Mến ấy. Tôi tin một người mạnh mẽ như anh chắc chắn sẽ biết cách để bảo vệ tổ ấm của mình. Anh em mình là phải cố gắng thật nhiều. Từng tí một, kiểu gì nó sẽ không khá. Đã đi thì phải kiên trì, không được nản chí. Lúc nào mình cũng phải có cái chí là tiến lên, không được lùi lại.